Rồi sau đây là trận chung kết nữ, đá trong 15 giây với kỹ thuật đá nhanh. Bạn nào đá kỹ thuật tốt nhất thì với số điểm cao nhất sẽ được giành chiến thắng. Và trải qua rất là nhiều vòng đấu thi đấu. Đây là bảng điểm luôn. Bạn đá trắng bên tay phải thi đấu rất là tốt. Và đá mạnh đủ lực nó mới nhảy điểm được. Bạn lớn đá mạnh hơn, điểm cao hơn này, vô điểm cao hơn. Rất là tốt. Còn 100 điểm rồi. 92, 64, chiến thắng. Về huy chương vàng. Rồi, huy chương vàng. Tiếp theo là trận chung kết nam. Và tiếp theo là trận chung kết nam với kỹ thuật đá nhanh với 15 giây. Ở đây cho quan sát hai bạn đều đá. Bắt đầu. Hai bạn đều đã đỏ hết. Rất là tốt. Lên 50 rồi. Rất tốt rồi. Để đuổi rất là sát nhau. Tốt quá. Còn 100 rồi. 103. 96. Quá tốt. Rồi cuộc thi đánh nhanh đây là kết thúc.